Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Hàn Quốc hiện là nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất về cả số lượng và dự án cũng như là tổng vốn đầu tư trong số 112 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam. Trong đó thì Hàn Quốc đã đầu tư vào Việt Nam trên hầu hết các ngành và các lĩnh vực như là công nghệ cao, thương mại dịch vụ hay là giải trí. Trong lĩnh vực mỹ phẩm, LG Vinacomestic và thành viên của tập đoàn toàn cầu LG Household and Healthcare, tập đoàn đứng đầu về mỹ phẩm và hàng tiêu dùng tại Hàn Quốc, vừa tiếp tục đẩy mạnh phân khúc dòng thương hiệu mỹ phẩm cao cấp The History of Who tại thị trường Việt Nam với sự ra đời của cửa hàng mới tại trung tâm thương mại Takashimaya. Theo đuổi con đường riêng biệt, định hướng mỹ phẩm Đông Y Hoàng Cung, The History of Who kế thừa các công thức làm đẹp trong hoàng thất xưa. Sản phẩm của chúng tôi là dòng sản phẩm cao cấp, rất được ưa chuộng tại Hàn Quốc. Sản phẩm của chúng tôi đã có mặt tại các quốc gia ở khu vực châu Á. Chúng tôi đánh giá thị trường tiềm năng tại Việt Nam rất lớn, và chúng tôi cũng đang phấn đấu trở thành thương hiệu mỹ phẩm hàng đầu tại Việt Nam. LG Household and Healthcare là một trong những tập đoàn hàng đầu trong lĩnh vực sản xuất hàng gia dụng, mỹ phẩm và chăm sóc sức khỏe ở Hàn Quốc. Việc ra mắt cửa hàng mới tại thành phố Hồ Chí Minh đánh dấu bước phát triển không ngừng nghỉ của thương hiệu mỹ phẩm Đông Y Hoàng Cung cao cấp The History of Who trong những năm tiếp theo.